Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Sáng thứ hai, là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan, hy vọng chúng ta ngày nào cũng là ngày thứ hai. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng đó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Hôm nay là ngày 14/8 quý vị nha. Rồi, nội dung thứ nhất, dồn dập bán đảo Crimea bị ăn tên lửa. Kỳ này không còn là máy bay tự sát hay là máy bay không người lái nữa mà chuyển sang tên lửa rồi quý vị nha. Và chú Buri chính thức cảnh báo sẽ chết sống. Nội dung thứ hai, miền Nam California, Hollywood, Los Angeles, phố Bonsai, trong 3 năm vừa qua, cái ông này người Việt Nam đã đánh thuốc mê và hiếp dâm hàng chục người phụ nữ tuổi từ 18 tới 21, và cuối cùng ông này cũng đã xa lưới. Vì sao, tại sao và cái kết như thế nào? Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Và nội dung cuối cùng liên quan tới bây giờ, không riêng gì lính Nga đào ngũ đâu quý vị, không riêng gì người dân Nga đào ngũ đâu, vượt biên đâu, mà bây giờ cả luôn tướng Nga. Bao ngày hôm qua tướng Nga đã đào ngũ và vượt biên vào thành viên của NATO để xin tị nạn. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình của nước Nga. Sau một năm mấy chú Buri đem quân đi xâm lược Ukraine, chú đã đạt được những cái gì và chú đã đổi lại những cái gì? Đây, trong suốt một năm mấy vừa qua, sau khi chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng thì ồ ạt các quốc gia vòng quanh cái quả địa cầu đã ra những cái lệnh trừng phạt cấm vận về kinh tế và rầm rộ các công ty hãng xưởng đã rút ra khỏi nước Nga, làm cho nước Nga, người dân Nga bây giờ tụt hậu lại bên ngoài thế giới cả nửa thế kỷ. Những gì mà con người chúng ta đang sở hữu ở bên trong nước Nga, người dân Nga không có. Ok, rất là nhiều thứ người dân Nga không có. Rồi, chú Buri đã đẩy người dân Nga vượt rừng, vượt suối, vượt biển để mờ đi qua nước khác. Rồi, chưa hết đâu quý vị, ồ ạt lính Nga cũng đã bỏ của chạy lấy người trong cái thời gian vừa qua, tại vì họ không còn tinh thần chiến đấu. Họ suy nghĩ là không biết họ chiến đấu vì cái mục đích gì. Trong suốt thời gian vừa qua họ chỉ đi cóp của giết người thôi, chứ ngoài ra họ không có giải phóng một ai cả. Và cái chỉ huy của họ đưa ra một cái lý do là đi giải phóng, nhưng thật sự họ chưa thấy giải phóng ai cả. Cho nên rất là nhiều lính Nga cũng đã đào ngũ để vượt biên đi qua nước khác. Rồi bây giờ, vào ngày hôm qua, theo cái đài BBC cho biết, Trung úy Ivan Korolev thuộc quân đội của đất nước Nga đã đào ngũ và vượt biên trái phép. Thì dĩ nhiên vượt biên thì nó phải trái phép rồi quý vị nhé, chứ không thể nào vượt biên mà hợp pháp được. Ông này ông đã liều mạng đào ngũ và vượt biên vào cái thành viên của NATO, đó là nước Liban, để xin tị nạn. Và hiện tại bây giờ thì người này đã bị lính biên phòng của Liban bắt để mà giam vào một nơi để xem xét cái tình trạng xin tị nạn của ông trung quý này. Và chưa hết đâu quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều tướng lĩnh, người ta cũng đã mạnh mẽ để lên tiếng phản đối cái cuộc chiến tranh này, kêu chú Buri dừng lại. Cho nên qua những cái hình ảnh này, qua những cái điều này cho chúng ta thấy một điều, bây giờ chú Buri đang đối mặt với bên ngoài lẫn bên trong nước Nga. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới người Việt tại miền Nam California. Và lý do tại sao Tony Lê chia sẻ cái thông tin này không phải là nói xấu người Việt hay là không phải môi móc gì hết, mà là chia sẻ để cho người Việt Nam chúng ta biết những cái thông tin này để cẩn thận hơn trong đời sống hàng ngày.
Tại vì sao chúng ta cần phải biết để mà chúng ta đề phòng cho bản thân mình, gia đình mình, con cái mình, vân vân và vân vân. Đây, vào ngày hôm qua tại Hollywood, thành phố Los Angeles, miền Nam California, một người đàn ông đã bị bắt và bị cáo buộc tội tấn công tình dục và đánh thuốc mê nhiều phụ nữ trong suốt 3 năm vừa qua. Cuối cùng thì cũng đã bị bắt cách đây 48 tiếng đồng hồ. Ông này tên là Thành Nguyễn, ông này 37 tuổi. Cuối cùng thì ông Thành Nguyễn này cũng đã bị sa lưới và bây giờ đang bị giam cầm. Và cái tiền bail out của ông này là 1.2 triệu đô la. Tức là ông này bây giờ nếu muốn ra ngoài để chờ ngày hầu tòa thì phải đóng tiền thế chân là 1.2 triệu. Nhưng bây giờ không ai có tiền đâu mà đóng cho ông này ra, cho nên ông này bây giờ đang ở trong khám để mà chờ ngày ra tòa. Thì theo như các nhà chức trách cho biết, ông này có thể bị lãnh án suốt cuộc đời đó quý vị, chung thân. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua thì ông này đã hiếp dâm, đánh thuốc mê ít nhất 30 người phụ nữ và tuổi từ 18 đến 25. Tức là ông này, ông hiếp dâm mà ông còn lựa chọn nữa quý vị. Từ 18 đến 25, chứ còn trên 25 ông không, ông chê. Ghê gớm chứ. Hiếp dâm mà còn lựa chọn nữa đó. Ăn trộm, cắp, đánh thuốc mê, hiếp dâm mà còn lựa chọn nữa. Ghê cẩn quá. Thành ra hy vọng bà con cô chú bác, nếu có gia đình, người thân mà từ độ tuổi này thì nên cẩn thận của lửa khi đi ra đường nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea và cây cầu Crimea. Bán đảo Crimea là cái niềm tự hào của chú Boris đã giữ được của đất nước Ukraine hồi năm 2014 dưới cái thời ông Obama. Ông Obama đã quăng cục lơ để cho chú Boris lấy cái bán đảo này. Và sau khi chú Buri lấy được, chú đã dựng xây một cái cây cầu từ đất liền của Nga qua cái bán đảo này. Và cái cây cầu này trong suốt thời gian vừa qua là cái niềm tự hào của chú Buri, ăn giật được của người ta. Nhưng mà chú rất là tự hào, ê, của tao đó nha, à, cái này là của tao, dân dân và dân. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, cái cây cầu này đã bị ồ ạt máy bay không người lái của Ukraine phản công, phản đòn và tấn công quanh tạc, cho nên nó đã bị nhiều lần thiệt hại. Rồi chưa hết, cả luôn bán đảo Crimea, quân đội Ukraine, bộ trưởng quốc phòng, tổng thống Zelensky cũng đã nhất quyết phải lấy lại cái bán đảo này để cho chú Buri kỳ này mất cả chì lẫn chài. Ok, cho nên trong suốt thời gian vừa qua, cái bán đảo này nó cũng bị nhiều lần máy bay không người lái tự sát của Ukraine đột nhập và quanh tạc. Rồi chưa hết, vào ngày hôm qua, theo như bộ quốc phòng Nga cho biết, ồ ạt tên lửa SS-200 của Ukraine bây giờ không còn là máy bay không người lái tự sát nữa mà chuyển sang tên lửa rồi. Ukraine đã dùng tên lửa SS-200 ồ ạt phóng vào bán đảo Crimea và cây cầu Crimea của chú Buri, làm cho hệ thống phòng không của chú Buri ở nơi này phải kích hoạt và đánh chặn tên lửa của Ukraine, làm cho bán đảo Crimea dậy sóng ồ ạt kỳ này rồi quý vị nha, dậy sóng. Và sau khi ăn những cái quả tên lửa SS-200 của Ukraine thì vào ngày hôm qua, chú Buri tại Điện Kremlin đã chính thức tuyên bố cảnh báo đanh thép chết sống là như thế này. Ok, bây giờ mày chơi lớn đúng không? Mày không dùng máy bay không người lái nữa mà mày dùng tới cả tên lửa, mày thục tao đúng không? Ok, được rồi, tao đã cảnh báo mày nhiều lần rồi. Bất kỳ ai mà đụng vào bán đảo Crimea, tức là đụng vào nước Nga, bây giờ mày không nghe mà chơi cả tên lửa, kỳ này mày đừng có trách tao nha, tao sẽ chơi lớn với mày. Đó là cái ý tôi này thông dịch lại những gì mà chú Buri chú cảnh báo đó quý vị nha. Cái đó là chú Buri nói chứ không phải Tony Lê nói. Tony Lê chỉ thông dịch lại những gì chú Buri. Cho nên vào ngày hôm qua, chú Buri đã chính thức cảnh báo sẽ chết sống với Ukraine. Và kỳ này coi bộ cái cuộc chiến này càng ngày nó càng lan rộng ra quý vị nha, và nó đang coi như là căng như dây đàn, nó chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt hay là chấm dứt hết. Trong suốt thời gian vừa qua thì cái loài người của chúng ta vòng quanh cái quả địa cầu này không bị ảnh hưởng trực tiếp thì cũng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cái cuộc chiến này. Nó đã làm cho rất là nhiều quốc gia không có lương thực, giá xăng dầu mắc mỏ, ảnh hưởng nền kinh tế, vân vân và vân vân. Rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần,
tôi này cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian buổi báo để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, hữu ích, thì bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam khắp năm châu bốn biển. Và ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm nút đăng ký nếu quý vị nào chưa bấm nút, và bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho Tony. Hẹn gặp lại, thank you.